lesson, we're going to review the unit 2 of the workbook, Global 10. Okay, let's get started. For the very first part of today, we're going to deal with the exercise number 2, which is quite easy here, of the vocabulary part 2. Ở phần này thì mình sẽ chỉ làm một bài rất đơn giản, đó chính là điền từ vào ô trống. But before we do that, let's do a little bit revision of the new words. The very first one, organic. Organic là hữu cơ, đúng không nè? Next one, energy. Energy, năng lượng. Next one, adopt. Adopt. Adopt là mình nhận lấy một cái gì đó, right? Next one, awareness. Awareness, sự nhận thức. Next we have the word set up. Set up. Set up thì cái này tiếng Việt mình vẫn dùng là set up, đúng không? Set up một cái gì đó, bắt đầu một cái việc gì. Next one we have the word eco-friendly. Eco-friendly. Đúng rồi, từ này rất là đơn giản, mình có friendly là thân thiện. Eco, thân thiện với môi trường, very good. Leader, leader, xả rác. Next one we have the word protect. Protect, bảo vệ, đúng rồi, very good. Vậy thì bây giờ mình đã dịch được từ thì nhiệm vụ của mình bây giờ chỉ là đưa từ vào trong chỗ trống là xong. This is very easy, you know. The very first one, nhiều người, a green lifestyle. Cái này hôm bữa mình đã học cái cụm rồi, là cái gì đó, lối sống xanh. Đúng rồi, adopt a green lifestyle. Very good. Cái mà mọi người sẽ bắt đầu cái lối sống xanh, cái mà tốt cho họ và cho cả môi trường nữa. Rồi, mình nhớ ôm lại từ environment, là môi trường. Very good. Number 2. Chấm 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 farming. Farming là việc trồng trọt. Vậy thì việc trồng trọt cái gì thì tốt hơn cho môi trường? Bởi vì nó không sử dụng, mình có từ use là sử dụng. Chemicals là hóa chất, và tiếp theo mình có từ harmful, có hại. Đúng rồi, trồng trọt hữu cơ, có nghĩa là không có dùng những cái loại phân bón hóa học á. So this is organic farming. Câu số 3. Câu lạc bộ hy vọng rằng sẽ raise. Đây có một cụm luôn từ xưa giờ, đó chính là raise. Very good. Raise awareness. Raise awareness là tăng nhận thức. Và trong cụm này thì mình sẽ dịch là tăng nhận thức của public, tăng nhận thức của cộng đồng. Vậy thì câu số 3 đáp án là awareness. Câu số 4. Students are reminded. Học sinh thì được nhắc nhở là không. Mình có nguyên cụm luôn. Khi mà gặp cụm là chỉ học cụm cho nó khỏe. Ví dụ câu 2 mình có cụm raise the awareness. Cụm số 3 của mình là drop gì, còn nhớ không? Xả rác đó. Drop litter. Đúng rồi, học sinh được nhắc nhở là không có được xả rác ở trên đường. Ok, number 5, bamboo, tre. Thì được cân nhắc là một trong số những cái gì đó nhất. Material là vật liệu hoặc là cái thứ gì đó. Trong chỗ này thì chỗ này mình có từ xây dựng. Cái thứ gì để xây dựng là vật liệu xây dựng rồi. Tre được xem như là cái vật liệu xây dựng. Chấm chấm chấm. Thân thiện với môi trường nhất. Very good. So this is number 5. Number 6. Một cách để tiết kiệm chấm chấm chấm, hoặc là để bảo vệ cái gì đó ha. Save mang hai nghĩa là tiết kiệm hoặc là bảo vệ. Vậy là một cách để chấm ba chấm là reduce, giảm lượng electricity, điện được sử dụng ở nhà. Vậy là một cách để, đúng rồi, tiết kiệm năng lượng. So this would be number 6, energy. Mình có nguyên cụm học thuộc giùm cô, đó chính là save energy, tiết kiệm năng lượng. Number 7, recycling, tái chế. Household waste,
tái chế những cái rác thải trong nhà có thể giúp chấm ba chấm môi trường. Đúng rồi, làm gì môi trường mình đã học rồi. Protect the environment. Bảo vệ môi trường. Very good. And next one, we have number 8. The club was da 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 to encourage people to recycle more. Cái câu lạc bộ thì đúng rồi, thì được thành lập để khuyến khích người ta là recycle, tái chế nhiều hơn. Mình có từ, hai từ cần phải ôn lại. Từ đầu tiên là encourage, là khuyến khích. Từ tiếp theo recycle, tái chế. Very good. So this would be number 8. Excellent. Rồi, sẵn mình làm bài số 3 luôn, nó dễ ẹt hả? Bài số 3 là kêu mình điền từ, chọn từ đúng để đưa vào trong câu đúng không? Vậy thì câu đầu tiên, bạn có thể tiết kiệm nhiều năng lượng bằng cách turn off những cái gì đó không sử dụng. Vậy thì mình có từ appliances là thiết bị, household trong nhà. Mình có từ chores là công việc nhà. Vậy thì mình sẽ dịch là bạn có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách tắt thiết bị trong nhà. Very good. So this would be appliances. Câu số 2. Chấm 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 resources. Nguồn năng lượng từ tự nhiên đúng không? Vậy thì từ xưa giờ các bạn nhớ giùm cô. Mình có resources là danh từ, là nguồn năng lượng là danh từ. Vậy thì loại từ duy nhất bổ nghĩa được cho danh từ đó chính là, đúng rồi, tính từ. Adjective sẽ cộng với noun. Vậy thì mình cần một tính từ đi phía trước từ resources. Được ha, resources là nguồn năng lượng là danh từ. Vậy thì mình cần một tính từ bổ nghĩa giữa giữa từ natural and nature. Vậy thì tính từ của mình chính là từ natural. Very good. Câu số 3, câu này không cần, câu số 2 không cần dịch đâu ha. Tại vì câu này là về ngữ pháp rồi. Câu số 3. Nhiều người sử dụng organic products bởi vì họ, sorry, bởi vì chúng không có contain là chứa. Harmful, lần thứ hai gặp rồi, có hại. Người ta sử dụng sản phẩm hữu cơ bởi vì chúng không có chứa những cái chemicals, những cái hóa chất độc hại. Đúng rồi ha. Chemicals là hóa chất. Còn từ chemistry chắc ai cũng biết rồi. Đúng rồi, môn hóa học. Câu số 4 của chúng ta. Rồi, cái từ awareness nhìn vào đây là cô thấy ngay cái cụm quá quen thuộc chấm 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 awareness chính là raise awareness. Very good. Có nghĩa là gì? Đúng rồi, tăng nhận thức. Câu số 5. Sử dụng túi ni lông có một cái ảnh hưởng tiêu cực đối với, các bạn thấy chữ the không? Sau the nè, nè, anh nè, bắt buộc phải cộng với gì? Sau the nè, hoặc là anh chắc chắn 100% sẽ phải cộng với danh từ, đặc biệt là khi phía sau nó chẳng còn gì nữa cả mà không có nói gì về so sánh, là chắc chắn cộng với danh. Vậy thì danh từ ở đây chính là môi trường, đúng không? Vậy thì danh từ môi trường chính là từ environment. Đúng rồi đó. Environmental là tính từ nha, từ phía sau này là tính không phải danh. Ok, thế là mình xong được một phần nữa rồi. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau qua phần grammar với nhau ha. Ở phần grammar này thì chúng ta sẽ học một cái điểm ngữ pháp mới, đó chính là từ will và be going to. Hai từ này khi dịch vào câu chúng ta đều dịch là sẽ, nhưng mà nếu như dịch sẽ hết cả hai cái thì nó sẽ hơi khó hiểu một tí xíu. Nên cô sẽ ưu tiên đối với từ will. Đợi cô xíu, cô chỉnh phong nha. Đối với will thì cô sẽ dịch là sẽ. Còn be going to thì cô sẽ dịch là dự định. Be going to này thì mình sẽ có am, is hoặc là are. Cộng với gì? Going to. Được chưa nè?
Trời ơi. Và nhớ giùm cô là will hay am, is or cộng going to đều sẽ cộng với verb không thêm gì cả. Vậy thì ở phần này mình sẽ dịch am, is or cộng going to cộng verb không, mình sẽ dịch là dự định. Vậy thì các bạn sẽ thấy được giữa từ sẽ và từ dự định thì nó có sự khác nhau hay không? Đúng rồi, nó có một sự khác nhau rất lớn luôn. Đó chính là sẽ mình đã học ở bài trước, đó chính là khi mình dùng will thì khả năng xảy ra chỉ có 60% mà thôi. Bữa cô có nói cái câu mà I will love you forever, còn nhớ không? Là khi với đứa con trai cô gái nó sẽ nói là anh sẽ yêu em trọn đời, nhưng khả năng xảy ra chỉ có 60% trở lại. Còn riêng đối với am, is, or mà cộng với verb không, nó mang nghĩa là dự định, có nghĩa là các bạn đã có kế hoạch rồi, các bạn đã có cái tính toán dự định trong đầu rồi. Sau đó việc đó khả năng xảy ra sẽ rất rất là cao thì nó sẽ dùng là I'm going to. Và thông thường I'm going to này nó sẽ dùng cho một sự việc nào đó mà khả năng xảy ra cao và trong thời gian tương đối gần với cái thời gian mình nói ra câu này. Ví dụ cô đã chuẩn bị bài kiểm tra cho mấy bạn xong rồi, xong cô nói là cô dự định sẽ cho lớp kiểm tra vào tuần sau. Vậy thì cái thời điểm mà mình kiểm tra sẽ rất gần với cái ngày hôm nay cô nói, được chưa? Và bài kiểm tra cô đã có sẵn hết rồi, chỉ đợi vào lớp đi cho làm kiểm tra thôi. Kịp chưa các bạn? Vậy thì giờ mình sẽ qua câu đầu tiên, mình vào làm bài tập mình sẽ hiểu liền hả? Câu số 1 các bạn dịch thử đi nè. Câu đầu tiên là ôi không, I left my money at home. Tao bỏ quên tiền nhà rồi. Nữa hả? Vậy tao sẽ trả cho bữa tối. Vậy thì khi bạn này nói cái câu này ra là bạn này đã có sắp xếp, bạn này có dự định là sẽ bao ăn tối khi mà bạn này nói câu này không? Không. Đúng không? Tại vì đứa kia nó cố tình nó bỏ quên tiền nhà nên giờ mình mới phải bao nè. Vậy thôi tao sẽ trả tiền cho. Vậy là cái này mình nói nhưng mà có vẻ miễn cưỡng đúng không? Và nó dùng chữ will này, khả năng là cái người nói người ta có muốn nó xảy ra không các bạn? Đúng rồi, không có muốn tới 80-90%. Có nghĩa là người ta buộc lòng phải trả và cái khả năng mà người ta mong muốn cái việc đó xảy ra cũng rất là thấp nên mình sẽ dùng từ will. Dễ hiểu chưa? Vậy thì will mình sẽ dùng cho một cái sự việc gì đó khả năng xảy ra thấp, và thứ hai là những cái mong muốn, những cái yêu cầu, nguyện vọng của người ta làm việc đó nó không có cao. Nên mình sẽ chỉ dùng will thôi, 60% trở lại thôi à. Rồi, mình qua câu số 2. Câu này người ta dùng thì hiện tại đơn, có nghĩa là người ta nói về một sự thật đúng không mấy đứa? Đây. Dự báo thời tiết thì tốt, dùng thì hiện tại đơn là nói về sự thật. Trong vòng vài ngày tới mà dự báo thời tiết thì khả năng chính xác rất cao đúng không? Vậy thì mình sẽ nói là trời sẽ rất là ấm áp và có nắng. Vậy thì khả năng xảy ra của ông này cao. Và được dự báo thời tiết nói rồi, nên chỗ này khả năng xảy ra của mình cao và nó lại xuất hiện gần với cái ngày mình nói ra câu nói. Nên ở đây mình sẽ dùng am, is, or cộng với going to. Vậy thì trong trường hợp này mình thấy chữ it, vậy thì mình dùng nó là một cái, ai cho gì mình ít thì mình see, mình dùng is going to. Mình qua câu số 3. Tôi nghĩ rằng cái trận đấu, match là trận đấu ha, sẽ rất thú vị. Cái việc mình suy nghĩ về khả năng cái trận đấu thú vị nó có khả năng cao không mấy bạn? Ví dụ cô nói rằng cô nghĩ rằng cả lớp mình mai mốt sẽ bị chép phạt hết cả lớp tại làm sai bài tập. Vậy thì cô chỉ nghĩ vậy thôi chứ nhiều khi các bạn học bài kỹ mốt mấy bạn 10 hết sao ai biết được. Đúng không? Vậy khi những gì mình suy nghĩ là mình không có căn cứ gì cả. Suy nghĩ mà không có căn cứ cũng không biết chắc là có xảy ra hay không thì mình sẽ dùng từ will. Vậy thì các bạn làm dấu giùm cô đó chính là những cái gì mình suy nghĩ thì khả năng xảy ra hên xui, được chưa mấy bạn? Đặc biệt là khi mình suy nghĩ mà là cái đối tượng là nhân vật khác, ví dụ tôi nghĩ rằng trận đấu sẽ hay, tôi nghĩ rằng lớp tôi sẽ hạng nhất chẳng hạn. Không, lộn, lớp mình hạng bét chứ không phải hạng nhất.
Thì những cái đó khả năng xảy ra nó không có quá cao, tại vì chỉ là những gì mình suy nghĩ trong đầu mà thôi. Rồi câu số 4. Họ đã quyết định, được ha, quyết định cái holiday là kỳ nghỉ của họ rồi. Vậy là họ quyết định rồi, là họ có kế hoạch rồi, tất cả những việc có kế hoạch rồi mà lại sắp xảy ra, thì mình sẽ dùng từ dự định, đó chính là be going to. Trong trường hợp này thì cô sẽ dùng, đây là danh từ số nhiều, ai cho gì mình nhiều thì mình im re, are going to. Alright. Rồi đến câu số 5. Tôi hy vọng bạn sẽ làm gì đó. Mình hy vọng, vậy thì khả năng xảy ra cao không mấy đó. Tôi hy vọng bạn sẽ làm gì cho tôi. Vậy là cái việc làm hay không là do người kia quyết định chứ đâu phải mình quyết định đâu. Nên tôi nghĩ rằng, tôi hy vọng rằng, tôi ước rằng, thì tất cả những thằng này đều dùng will, bởi vì khả năng xảy ra rất ít. Cái gì mà do đối tượng khác làm ra là mình không có làm chủ được nha các bạn. Mình chỉ làm chủ được những gì mình làm thôi. Còn những việc của người khác làm, có trời mới biết. Đấy. Rồi, câu số 6. Tôi không thể đến được bữa tiệc vào ngày mai. Đây. Tôi không đến bữa tiệc vào ngày mai được đâu. Bởi vì tôi phải học bài kiểm tra, tôi học bài thi rồi. Vậy thì đây là có dự định rõ ràng đúng không? Mai là tao không đến được đâu, tại vì tao đã có kế hoạch đàng hoàng là tao phải học bài thi. Vậy thì chỗ này sẽ dùng là be going to. Vậy thì cái này ai đi chung với am going to. Kịp chưa? Rồi bây giờ đến câu số 7. Trời thì nóng ở đây. Tôi phải mở cái sao? Tôi sẽ Cái người A này nói, ê, trời nóng quá. Vậy thì đứa kia nói sao? Để tao mở máy lạnh cho. Vậy thì khi bạn nói câu này là tại do bạn kia nóng nên người này mới mở máy lạnh. Chứ ngay từ ban đầu người này đã có dự tính trước, có kế hoạch rõ ràng về việc mở máy lạnh chưa? Đúng rồi, chưa. Vậy thì câu này mình sẽ dùng will. Tất cả những cái hành động mà bộc phát vô tình lúc đó mình hứng cảnh lên mình nói đều là will. Nó giống như cái câu mà anh sẽ yêu em trọn đời đó. Đi gặp bạn gái xong thấy bạn gái đẹp gái dễ thương quá, cái xong bộc phát nói lúc đó, xong về nhà quên mất tiêu. Right. Nên mình sẽ dùng will. Rồi. Câu bên dưới này. Tôi đi xem phim với see a movie là xem phim đúng không? Với bạn bè sau giờ học. Ê đi chung không? Vậy thì khi bạn hỏi, khi mình hỏi người ta, ê đi chung không? Có nghĩa là mình đã lên kế hoạch cho việc đi chơi đàng hoàng chưa? Đúng rồi, mình đã lên kế hoạch đầy đủ đàng hoàng rồi. Vậy thì khi mình đã lên kế hoạch đầy đủ đàng hoàng rồi thì ở đây sẽ dùng, đúng rồi, be going to. Có kế hoạch đàng hoàng là dùng be going to. Trường hợp này ai thì sẽ chuyển thành gì? Am going to. Kịp đúng không mấy đứa? Rồi bây giờ mình qua đến phần tìm lỗi sai. Ở phần tìm lỗi sai này thì cô muốn các bạn ngoài cái will và be going to thì mình còn sẽ phải học một cái nữa, đó chính là bị động. Công thức bị động. Công thức bị động là một công thức không khó. Bị động, công thức bị động của mình sẽ là gì? Chắc chắn phải có be, và sau be sẽ là verb 3 hoặc là verb ed. Được chưa? Vậy thì be này có thể là chữ be giữ y nguyên, am is are hoặc quá khứ gì đó cô chưa biết. Vậy thì chỉ cần có be cộng verb 3 ed sẽ là bị động. Vậy thì giờ cô ví dụ, cô có một câu là mẹ cái bánh được làm. Bị động có nghĩa là những câu khi dịch các bạn thêm chữ bị hoặc là chữ được. Được chưa? Vậy thì giờ cô sẽ đặt một câu, cái bánh được làm bởi mẹ tôi, có nghĩa là ngày nào mẹ cũng làm bánh cho mình ăn đi, thì mình dùng từ hiện tại đơn, thì mình nói là cái bánh là the cake. Dùng thì hiện tại đơn thì be sẽ được chuyển thành ba dạng, đó chính là am, is hoặc là are, đúng không? Giờ mình để am is ra để đây tí mình tính tiếp. Rồi, sau
Cái am, is, are là be này nè, mình phải cộng với verb 3 ed, nó mới mang nghĩa là bị được, đúng không nè? Vậy cái bánh được làm, vậy thì chỗ này mình phải cộng với từ gì? Làm là chữ make. Vậy thì verb 3 của make là made, đúng không? Cái bánh thì được làm bởi mẹ tôi, bởi là chữ by, mẹ tôi, my mom. Kịp chưa các bạn? Vậy thì ở đây coi giùm cô K một cái. Vậy thì ai cho gì mình ít thì mình xì. Vậy thì chỗ này mình dùng là is. Cái bánh, rồi ở đây mình dịch là ha, is cộng với và 3 ed dịch là được. Cái bánh được làm. Vậy thì Amisa ở đây dịch là được, đúng không? Cái bánh được làm bởi mẹ tôi. Y chang tiếng Việt hen. Rồi thêm câu nữa đi. Ví dụ mẹ mình nói chiều hay gì mẹ rảnh thì mẹ sẽ làm bánh cho ăn. Vậy thì mình nói là cái bánh sẽ được làm bởi mẹ. Nói sao? Cái bánh là the cake. Mẹ nói mẹ rảnh, mẹ mới làm, không rảnh thôi. Vậy khả năng xảy ra rất ít. Vậy thì mình dùng chữ will là sẽ, đúng không? Rồi. Sao will là vật không? Vậy thì cái bánh sẽ được làm. Vậy thì be cộng với verb 3 ed vào đây. Vậy thì be sẽ phải giữ nguyên, không chia gì hết, không chia thành am, is, are gì cả. Tại vì sao will là verb không, mà verb không của chữ be chính là chữ be. Được chưa? Vậy thì mình sẽ dịch là cái bánh nè sẽ được làm là chữ made bởi mẹ tôi, by my mom. Kịp chứ mấy đó. Vậy thì vào câu các bạn chỉ cần nhìn thấy be cộng với verb 3 ed thì đó chính là câu bị động. Câu bị động thì khi dịch mình sẽ phải thêm từ bị hoặc là từ được khi mình dịch câu. Ổn chưa? Dễ nhen. Rồi bây giờ mình qua phần tìm lỗi sai. Đối với cái câu đầu tiên, a new school is going to be built. Khi các bạn thấy một câu mà có be thì các bạn nhớ giùm cô, be mà cộng với verb in thì hôm nay mình học là dịch là đang, đúng không? Còn be mà cộng vào 3 ed thì mình mới học dịch là bị, được. Vậy trong trường hợp này các bạn nhìn thấy chữ be nằm trên ảnh đây nè, đúng không? Mà kế bên nói chữ build lại không dùng verb in, cũng không dùng verb 3 ed. Vậy là nó sai hết tất cả các công thức. Vậy thì chắc chắn 100% chữ build sai. Còn sửa như thế nào thì từ từ mình phân tích tiếp ha. Đây là cái mẹo để mình nhìn bài nha mấy đứa. Các bạn nhớ giùm cô, hôm nay mình chỉ học có hai dạng động từ đi chung với be. Đầu tiên là thể hiện tại tiếp diễn, be cộng với verb thêm in. Be cộng với verb in dịch là đang hoặc là sẽ. Được chưa mấy bạn? Be cộng verb in mình sẽ dịch là đang hoặc là sẽ. Và trong trường hợp này mình sẽ dịch là trường học mới sẽ xây dựng, hay là chỗ này be going to dịch là dự định nè, dự định được xây dựng hay là tự cái trường xây dựng. Đúng rồi, cái trường phải được xây dựng thì chữ build ở đây phải chia thành verb 3. Vậy thì build sẽ phải chuyển thành chữ built mới đúng. Được chưa mấy bạn? Rồi câu tiếp theo, this kind of bird is only found in remote places. Đố mấy đứa biết chữ nào sai. Đây, mình có Amisa cộng vào 3 ed đúng không? Thấy chữ founded mừng quá, thấy thêm ed chắc không sai, nhưng rõ ràng chữ này nó sai nghĩa nếu như nó thêm ed. Cái loài chim này được tìm thấy, đúng không? Vậy thì chữ tìm thấy thì mình có verb 1 của chữ tìm là chữ gì? Chắc chuẩn bị học bán động từ bất quy tắc ha. Find, found, found. Không có thêm ed, nó chuyển thành found rồi sao thêm ed nữa. Cái thằng founded này mang nghĩa là thành lập, sáng lập, nên nó sai. Được chưa? Vậy thì chỗ này sẽ phải là chữ found. Vậy thì founded phải chuyển thành chữ found mới đúng. Rồi xong. Câu số 3 tiếp tục, cô lại nhìn vào câu. Khi mình nhìn vào câu thì các bạn để ý những cái kiến thức mà mình mới vừa học mà trong phần tìm lỗi sai á, mà các bạn thấy nó xuất hiện
đặc biệt là bên phần ngữ pháp. Khả năng nó sai rất cao. Nhưng mới đó, vô thi phải biết chơi chiêu một xíu. Vậy thì chỗ này mình có wildlife park is visit. Mình có Amisa mà cộng vập không là sai bét rồi nè. Đúng không? Amisa sao cộng vập không? Amisa thì phải cộng một là vập 3ED, hai là vập thêm in, chứ ai đời đi cộng với vập không đâu. Đúng chưa? Vậy thì chỗ này is visit là nó sai. Được chưa? Cái công viên tự nó đi đến thăm được hay là nó công viên nó được đến thăm bởi con người? Đúng rồi, công viên đâu có chân đâu mà đi mà đến thăm cái gì. Vậy thì công viên được đến thăm, vậy thì visit phải chuyển thành visited. Alright, very good. Rồi câu số 4, người ta nên tránh sử dụng sản phẩm cái mà làm từ plastic. Cái mà làm từ hay là cái mà cái vật tự nó làm hay là nó được làm mấy đó. Đây, sản phẩm được làm từ, đúng rồi, được làm từ nhựa. Vậy thì được làm, khi dùng được làm thì phải có be cộng vập gì? 3ED. Ở đây mình có chữ products là số nhiều, vậy thì đây mình dùng chuyển thành are made. Đi thi thì tìm được lỗi sai là xuất sắc rồi, tại vì người ta đâu có kêu sửa đâu, lo. Đúng không? Vô thi chỉ cần tìm được lỗi sai là ok rồi đó. Tìm lỗi sai mà ví dụ lỡ bí quá thì cứ kiếm những cái điểm ngữ pháp nào mình đã được học. Thường nó sẽ sai vòng vòng mấy điểm ngữ pháp mà mình học không à. Phần tìm lỗi sai đa phần là nó sẽ sai điểm ngữ pháp nha mấy đứa. Nên để ý những điểm ngữ pháp, khả năng đúng rất cao. Rồi. Câu tiếp theo, mình thấy be nữa nè. Were là quá khứ của be đúng không? Mà cộng vập không instruct, sai luôn. Vậy thì instruct ở đây, học sinh được hướng dẫn cách để tái chế đúng không? Vậy thì bị được thì mình dùng be cộng với vập 3ED. Vậy thì instruct sẽ thành instructed. Tiếp theo mình có câu số 6. Nhìn những đám mây đen kìa, trời sẽ mưa. Vậy nãy sai gì? Mình thấy được những đám mây đen rồi, vậy thì khả năng xảy ra của việc mưa cao không mấy bạn? Cao, mây đen kéo mù trời rồi thì sao dùng will được? Vậy thì chữ will phải chuyển thành gì? Đúng rồi, will phải chuyển thành is going to rain. Được hen. Rồi tiếp theo mình qua câu why are you wearing your swimming trunks? Sao bạn lại mặc cái đồ đó vậy? Khi mà mình mặc đồ rồi, mình bận cái bộ đồ đó rồi, là mình có mục đích làm cái việc tiếp theo rồi đúng không? Thì bạn này nói tại vì tao phải đi học bơi. Vậy là lý do bạn này sao? Có kế hoạch đi học bơi nên mới bận cái bộ đồ đó đúng không? Vậy mình làm việc gì mà mình có chủ đích trước và khả năng xảy ra rất gần với lúc mình hả miệng đó, mình nói cái câu đó thì mình dùng be going to. Vậy thì chỗ này will phải chuyển thành gì mới đúng? Đúng rồi, I am going to. Câu tiếp theo là một câu siêu bờ dễ. Bi thấy không? Bi cộng vập mấy? Đúng rồi, bi cộng với vập 3ED. Mã này use vập không nên nó sai bét. Vậy phải là bi used. Ok. Rồi bây giờ mình qua đến phần tiếp theo ha. Phần này cũng rất là dễ. Rồi câu này thật ra thì bị động nó dễ khi các bạn dịch được câu. Còn các bạn dịch không được câu thì nó không dễ lắm. Nên ráng cố gắng học thừa vựng giúp cô nha. Rồi từ đầu tiên của mình là I am afraid, là tôi e rằng, tôi sợ rằng. Bạn chấm 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 mình có từ select. Select là chọn. Tôi e rằng bạn không được chọn cho buổi phỏng vấn. Đúng không? Tôi e rằng bạn không được chọn cho buổi phỏng vấn. Vậy thì cái việc không được chọn
sẽ là bị động đúng không? Dịch có bị được, đúng rồi, bị được phải là be cộng với verb 3 ed. Nguyên dàn này có mỗi một câu duy nhất có be và verb 3 ed, đó chính là câu b, khỏi xét thì luôn, khỏi cực, thấy không? Thấy verb 3 ed nè, be là were, quá khứ của Amisa đó, kịp chưa? Rồi câu số 2, novel là tiểu thuyết, từ vựng mà cô dịch là các bạn phải ghi lại học nha, không có làm biếng nha. Novel là tiểu thuyết, tiếp theo chúng ta có từ translate là dịch. Cái cuốn tiểu thuyết tự nó dịch hay nó được dịch? Đúng rồi, cuốn tiểu thuyết thì phải được dịch. Mà dịch có bị được là công thức bị động. Bị động công thức là be cộng verb mấy? Cô ghi lại công thức lần nữa cho mấy bạn đây nha. Công thức bị động là be cộng với verb 3 ed. Được chưa? Vậy thì nhìn vào trong đây coi cái nào có be và verb 3 ed. Có mỗi câu duy nhất là câu B. Dễ ợm. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua câu số 3 ha. Ở câu số 3 thì mình sẽ dịch từ ban đầu, đó chính là từ suitcases, là cái vali. Những cái vali thì đã được đóng gói rồi, họ sẽ đi du lịch, đúng không? Họ nè, cô thấy từ holiday là du lịch. Dịch câu á, chữ nào biết thì dịch, không biết bỏ. Mình dịch những từ mình biết thôi, nhiều khi hên hên nó đã ra nghĩa câu. Ví dụ như câu này nè, cô đi thi cô cũng rất làm biếng mà dịch nhiều nữa mấy đó. Nên mấy đứa cũng không cần thiết phải dịch nhiều, chỉ cho cực thân ha. Vậy thì ở đây là vali thì được đóng gói rồi, họ sẽ đi du lịch, họ sẽ đi nghỉ, nghỉ mát, nghỉ hè gì đó không biết. Vậy thì đóng vali rồi thì có kế hoạch đi chưa? Đúng rồi, mình đóng vali là mình có kế hoạch rõ ràng đàng hoàng rồi mình mới đóng vali chứ. Vậy thì có kế hoạch rõ ràng mà sắp sửa đi thì mình sẽ dùng gì? Am, is, are cộng với verb. No, đúng rồi. Am, is, are going to cộng với verb không. Có mỗi công thức duy nhất. Are going to cộng verb không nè. Vậy đáp án là câu C. Khi mình có kế hoạch rõ ràng thì mình sẽ dùng be going to cộng verb không. Rồi, bây giờ mình qua câu số 4. Anh trai của tôi. Rồi, mình có từ give là tặng đó. Anh trai của tôi tặng đồ chơi vào cái sinh nhật 7 tuổi, sinh nhật lần 7 nè. Anh trai tôi thì sao? Hoặc là em trai tôi thì. Đúng rồi. Được tặng đồ chơi. Vậy thì được tặng là be cộng với verb 3 ed, dịch có bị được nè. Có một câu duy nhất có be cộng verb 3 ed là câu số. Đúng rồi, câu A. Was cộng given là verb 3. Rồi, bây giờ mình qua câu số 5. Ê, khát nước hả? Để tao lấy nước cho uống nha. Vậy thì đây lại là một cái hành động sao? Các bạn có lên kế hoạch chủ đích rõ ràng, có kế hoạch làm gì đó khủng khiếp rồi trước đó không? Ví dụ thấy nhỏ bạn ngồi khát nước thì mình hỏi, ê khát nước hả? Để tao lấy nước cho uống. Vậy thì cái đó là hành động bộc phát đúng không? Mãi gì bộc phát thì mình sẽ dùng will, đúng rồi. Xong, dễ. Rồi tiếp theo, cái quyển sách này chấm chấm chấm, mình có từ leave và left, này là bỏ lại á. Cái quyển sách bị bỏ lại trong lớp vào hôm qua. Đúng rồi, cái quyển sách bị bỏ lại chứ nó đâu có tay chân đâu mà nó bỏ cái gì. Bị động be cộng vào 3 ed, và đáp án là câu à, đúng luôn rồi đó, quá giỏi. Rồi câu số 7, một cái phim gì đó, một cái documentary, một cái phim tài liệu gì gì đó đúng không? Cái gì đó trên tivi. Mình học từ documentary là phim tài liệu. Vậy thì phim tài liệu tự nó chiếu hay là nó được chiếu? Đúng rồi, phim tài liệu thì phải được chiếu. Mà bị được thì phải có be cộng vào 3 ed. Chỉ có một công thức có be vào 3 ed trong đây, chính là câu D, chữ be đây và 3 ed kế bên, thấy chưa? Vậy đáp án của mình là câu D. Tiếp theo câu số 8, cô ấy đã mua một ít đường và flour. No, chỗ này đọc là flour, bột á, đọc giống như từ bông hoa đó mấy bạn nha, không có đọc là flour là sai đồ á. Cô ấy đã mua một ít đường và bột.
Em mua đường và bột vậy là có kế hoạch làm bánh chưa? Đúng rồi, lên plan rồi mới đi mua chứ. Vậy thì lên plan đàng hoàng chính là be going to day. Be going to câu A. Vậy thì nãy giờ mình học có hai điểm ngữ pháp thôi. Will là sẽ. Mình sẽ dùng khi mình nói cái gì đó khả năng xảy ra ít, hoặc là cái gì đó mà bất giác mình hứng cảnh lên mình nói thì mình dùng will. Còn be going to là có kế hoạch rõ ràng, chuẩn bị đi thì mới dùng be going to. Và cái điểm ngữ pháp thứ ba mà mình học ngày hôm nay dễ ẹt, đó chính là bị động. Bị động là be cộng với verb 3 ed. Rồi xong nha, có trả bài nha. Ok, rồi bây giờ mình qua tới bài reading. Reading thì nó tương đối, nói chung là mình học để mình biết cách làm bài thôi ha. Tại vì phương pháp làm bài sẽ quan trọng hơn, kỹ năng làm bài của các bạn sẽ còn quan trọng hơn là gì? Đúng rồi, lượng từ vựng của các bạn quan trọng nhưng kỹ năng làm bài quan trọng hơn cả từ vựng nữa. Bây giờ người ta kêu cái đầu tiên là hãy đọc bài xong rồi coi thử coi những từ được tô màu trên này có nghĩa là gì. Ở đây thì thật ra đọc vô bài, các bạn đọc vô bài thì các bạn sẽ hiểu được nghĩa thôi. Cái đầu ví dụ câu đầu tiên là bạn nên avoid là tránh. Single là một mình đúng không? Single là độc thân đó, độc thân là chỉ có một đó. You should avoid single use. Mình có chữ use là sử dụng. Single là một, sử dụng một lần, đúng rồi. Plastic product là sản phẩm từ ni lông, ví dụ bao ni lông đó. Vậy thì single use sẽ mang nghĩa là gì ta? Đúng rồi, sử dụng một lần. Vậy đáp án là câu B, được sử dụng một lần, sau đó ném bỏ đi. Rồi, câu B. Tiếp theo câu 2, take away. Take away. Take away quá quen đúng không? Cà phê take away. Đi ra đường mà đứa nào nói không thấy cái bảng này là biết tôi. Đúng không? Cà phê take away. Take away là gì? Cà phê mang đi. Right? Vậy thì chữ mang đi ở đây nghĩa nó là gì? Đúng rồi, mua ở cái cửa hàng hoặc là nhà hàng và được sử dụng ở đâu đó, và sử dụng ở một cái somewhere, ở một nơi nào đó khác. Để bán ra câu C. Và cuối cùng là reusable. Thật ra không cần đọc bài luôn á, cô tách từ ra là cô biết. Nè, reusable. Mình có từ use ở giữa chính là từ này đúng không? Use sử dụng. Đúng không vậy? Ta thêm chữ re. Có nhớ mỗi lần học cô kêu repeat là lặp lại, vậy re là làm lại đúng không? Vậy thì reuse là sử dụng lại. Vậy thì reusable là tính từ thì mình thêm chữ có thể, vậy thì mình dịch là có thể sử dụng lại. Rồi, đó chính là câu A, đúng rồi. Chữ re chính là again đó mấy bạn. Cô hay nói là repeat please hoặc là again please đúng không? Hai từ đó giống nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ qua phần câu hỏi dưới này. Đối với cái phần này thì các bạn nhớ, tất cả những loại câu hỏi này khi làm bài, việc đầu tiên của các bạn không phải là đọc bài mà là đọc câu hỏi, tìm từ khóa. Tìm được từ khóa rồi dò lên trên bài mới dò xuống đáp án. Được chưa? Dò lên trên bài, dịch câu rồi mới dò xuống đáp án kiểm tra lại. Vậy thì đối với cái câu đầu tiên, what is the text mainly about? Mainly about là chủ yếu về cái gì? Vậy thì câu này cô sẽ không làm trước. Đối với những bài khó thì cái câu này mà các bạn làm luôn thì các bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn, nên cô sẽ để dành. Được chưa? Một tí nữa mình quay lại sau mình làm câu số 2 trước. Bạn nên làm gì trước khi bạn mua plastic items? Bạn nên làm gì trước khi bạn mua những cái món đồ bằng ni lông, bằng nhựa? Vậy thì từ khóa của mình là gì? Trước khi, đúng rồi. Trước khi phải gì? Mua đồ bằng nhựa. Vậy giờ cô dò lên trên bài, cô coi chỗ nào có mua đồ bằng nhựa thì cô sẽ dừng lại. Lấy tay dò nha. Trước khi mua đồ bằng nhựa.
Đây, cô gặp từ before, trước khi. Bạn mua cái gì đó in plastic, thấy lặp lại từ không mấy bé? Được chưa? Vậy là đúng câu rồi đó. Dịch tiếp. Ta kêu làm gì? Check the recycling symbols. Kiểm tra. Symbol là? Symbol là gì ta? Biểu tượng, đúng rồi. Kiểm tra cái biểu tượng tái chế coi nó có hay không. Vậy nhờ dò xuống đáp án có chỗ nào kêu kiểm tra biểu tượng tái chế. Lặp lại nè, recycling symbols right? Vậy ví dụ mà đứa nào xui quá mà dịch không được recycling symbol thì chỉ cần thấy trên này có chữ recycling symbol thì mình chọn đáp án đúng. Được ha. Ok. Rồi bây giờ mình qua câu số 1. Nó hỏi là cái bài này chủ yếu về cái gì? Thông thường thì những câu mà hỏi ý chính mà là câu dễ á, các bạn đọc hai câu đầu tiên của bài là các bạn hiểu nó nói về gì rồi. Còn nếu như đọc hai câu đầu tiên của bài mà không hiểu nó nói gì thì đi làm hết cả bài đi, làm xong mấy câu kia rồi hồi quay lại nó. Nhiều khi nó ra đáp án luôn khỏi cần phải làm. Được ha. Vậy thì người ta hỏi cái bài này về gì? Giờ cô xách vô cô đọc hai câu đầu tiên. Có nhiều thứ bạn có thể làm để giảm được cái plastic pollution. Pollution là ô nhiễm, plastic là nhựa. Có nhiều thứ bạn có thể làm để giúp giảm sự ô nhiễm nhựa. Đầu tiên bạn nên giảm cái việc sử dụng nhựa. Vậy thì nguyên bài này đang nói về vấn đề gì? Làm sao để giảm được cái việc sử dụng nhựa, đúng không? Vậy thì làm sao? Câu nào? Đúng rồi. Là nguyên cái bài này nó sẽ đưa ra solutions, giải pháp cho cái việc ô nhiễm nhựa hoặc là ni lông. Đáp án là câu B. Possible, dịch không được thì thôi. Possible là có thể nhưng dịch không được, đâu ảnh hưởng gì đâu con. Mình học từ khóa thôi. Solution là giải pháp nè. Pollution. Solution đây là giải pháp. Và từ pollution ở cuối câu là sự ô nhiễm. Chú cha. Dễ hèn. Rồi giờ mình qua bài số 2. Bài số 2 lại tiếp tục là gì? Đúng rồi. Bài số 2 lại tiếp tục là làm cái dạng chọn ABC. Đối với dạng này cô nói rồi. Việc đầu tiên là mình sẽ đọc câu hỏi, tìm từ khóa. Đối với câu hỏi đầu tiên này thì chẳng có từ khóa gì. Nó hỏi main idea là ý chính của bài. Giờ mình làm luôn đi, main idea. Thì mình sẽ đọc hai câu đầu tiên đúng không con? Mình sẽ đọc hai câu đầu tiên. Mà mình đọc mà không ra được đáp án thì để dành chút làm sau. Rồi giờ mình đọc câu đầu tiên. Mình thấy most obvious, không biết nghĩa bỏ qua đi. Từ từ tính. Mình có từ advantage là có lợi đúng không? Lợi ích đó. Lợi ích của việc live là sống nè. Green, xanh. Lợi ích của việc sống xanh là nó giúp giảm environmental pollution. Pollution là môi trường. Environment là môi trường. Pollution là ô nhiễm. Vậy thì công nhân từ dịch ngược mình sẽ dịch là ô nhiễm môi trường. Được chưa? Cái điều này sẽ được thực hiện bởi cái nguyên tắc 3 chữ R đúng không? Vậy thì nó nói là những cái lợi ích của việc sống xanh có thể giúp được giảm ô nhiễm môi trường. Giờ chọn đáp án câu nào? Trên này nó đang nói về sống xanh nè. Đúng rồi, câu A. Mình có từ pros là gì? Lợi ích, ghi vào học nha. Vậy thì mình sẽ có từ pros này sẽ bằng nghĩa với từ advantage ở bên trên bài. Cô xin nhắc lại là advantage trên bài sẽ bằng nghĩa với từ pros là lợi ích. Green lifestyle là lối sống xanh. Lặp lại từ ở câu đầu tiên luôn rồi. Chọn luôn đáp án. Rồi, câu số 2. Người ta hỏi là chúng ta làm cái 3R như thế nào? Vậy thì giờ mình lên bài mình chỉ cần tìm gì? Ba cái chữ R, rồi mình coi coi làm bằng cách nào. Ngay chỗ này nãy cô mới gạch đúng không? Thực hành 3R nè. Cái R đầu tiên. Ê, có câu mà có cả hai cái đều đúng, khả năng đúng cao lắm nha mấy đứa. Rồi, cái R đầu tiên nó kêu làm sao? Choose product to reduce waste gì đó.
đúng không? Choose product, choose product cái này có không ta? Không, nhưng mà nó có chữ này có nè. Reduce waste, thấy không? Vậy là có đáp án rồi, được không câu? As much as possible luôn kìa, lặp lại y chang. Vậy là câu A đúng rồi nè, đúng không? Giờ coi thử nha, câu B mà đúng nữa chọn luôn. By reusing and recycling items, vậy mình dò tiếp coi. Reuse. Reuse có nè đúng không? Gạch dưới nè. Tiếp theo cô coi có recycle không? Đây kế bên. Recycle. Items trên này có luôn nè. Xong, vậy hai câu đều đúng, vậy đáp án là câu C. Khỏi dịch luôn đó. Phương pháp làm bài rất quan trọng nha. Các bạn làm sao mà các bạn ghi chú vô cẩn thận cho cô. Câu số 3. Cái nào sau đây không được nêu lên trong cái text như là lợi ích của việc sống xanh? Các bạn coi chừng bị gài nha, nó có chữ not nha mấy bạn. Cái gì không phải là lợi ích của việc sống xanh? Vậy thì giờ mình dò anh bài cái nào nó có nói thì bỏ nó ra. Vậy thì từ khóa của mình đó chính là lợi ích phải gì? Sống xanh. Rồi dò lên coi. Đây, chỗ này mình có sống xanh nè, đúng không? Going green nè. Health benefits, đây là từ đầu tiên mà cô nhìn thấy. Health benefit có. Tiếp theo đúng không? Vậy thì mình cần tìm thêm coi nó có nói gì về economic benefit hay là community benefit hay không. Vậy thì mình vào tiếp. Hãy mà nó có thì mình không chọn nha mấy bạn. Rồi tại cô mới vừa nhìn vô đây cô thấy liền nên cô chọn trước. Tiếp theo giờ dò ngược lại lên đoạn 2. Tại cô xứng xác rồi. Có economic benefit thấy không? Có lợi ích về kinh tế, vậy là sống xanh cũng làm sao? Nè, có living green nè. Sống xanh lợi ích kinh tế, vậy là câu A B đúng hết rồi. Vậy thì đáp án chỉ có thể là câu C, câu C không có nhắc trong bài. Được ha. Rồi, câu tiếp theo người ta hỏi từ it ở đoạn số 2 có nghĩa là gì? Đây. Để muốn biết là chữ it có nghĩa là gì thì phải đọc câu phía trước. Câu phía trước người ta nói là thêm vào đó. Reuse, việc tái sử dụng sản phẩm và nguyên liệu là một cách khác để tiết kiệm. Nó giúp tiết kiệm chi phí, cost là chi phí, production là sản xuất. Vậy thì nó đây thay cho chữ gì? Sử dụng lại sản phẩm là một cách để giúp tiết kiệm. Nó giúp tiết kiệm chi phí sản xuất. Vậy thì nó đây chính là chữ thay cho chữ gì? Ít là số ít thì nó không thể thay cho số nhiều được. Được đúng không? Vậy thì số ít đó chính là chữ gì? Việc tái sử dụng cái gì đó đúng không? Vậy là nó sẽ thay cho nguyên cụm này nè. Chữ ít nó sẽ thay cho một cái cụm nào đó đi ngay đi ở câu ngay phía trước nó. Đây là một trong những cái mẹo để mấy đứa làm bài nha. Được chưa? Nó sẽ thay cho cái cụm nào đó mà đi ở câu ngay trước nó, chắc chắn 100% luôn. Và rõ ràng trong câu này người ta đang nói về vấn đề. Người ta đang nói câu trên chính là việc tái sử dụng sản phẩm, vậy thì chữ it này chính là quá trình tái sử dụng sản phẩm, vậy đáp án của mình chính là câu B. Và câu cuối cùng người ta hỏi từ purchase mang nghĩa là gì? Cái này khỏi đọc lên bài cũng biết, tại vì từ purchase này là một từ rất sang trọng của kinh doanh. Purchase là mua hàng bằng nghĩa với từ buy, học thuộc, khỏi dò, mệt. Ok, còn thích thì cứ dò lên kiểm tra thôi. Đây nè. Một cách khác để cải thiện sức khỏe là mua đồ ăn hữu cơ và những sản phẩm xanh. À, cái bài này sẽ gây tranh cãi nha các bạn. Không phải sống xanh ăn đồ ăn hữu cơ đã là sống xanh đâu nha mấy bạn. Tại vì người ta nói là những cái mà chất
hữu cơ này nè, nó nói là nó mang lại ví dụ như phân chuồng rồi mà các bạn đem ra các bạn tưới tiêu rồi lại các thứ á, nó có thể làm ô nhiễm lại nguồn nước, người ta nói là có thể gây bệnh cho con người rồi nữa, nên cái việc này chưa chắc. Dùng đồ ăn hữu cơ đã là một cái loại tốt, trong khi đồ ăn hóa học á thì nó đã qua xử lý rồi, nó chỉ là thuốc, nên nếu như mà người ta phun đúng ngày đúng hạn thì có đôi khi nó lại không có hại như là organic food. Bởi vì organic nhiều khi người ta sẽ dùng những cái phân bón từ tự nhiên, và những cái đó nó có thể chứa dung sáng mà nó có thể làm lây nhiễm cho con người á. Cái này là cô đọc một số cái tài liệu nghiên cứu nha. Cái này là có hai phe, là một phe kêu sống xanh và một phe người ta nói là chưa chắc sống xanh như vậy là đã tốt cho môi trường và tốt cho sức khỏe con người. Ok, biết chứ, để mai mốt ra đường người ta cãi mình không biết gì hết đó. Rồi, giờ mình qua đến phần speaking. Đây là một phần nhẹ, không cần phải đọc đoạn văn gì cả. Đọc câu điền vô thôi. Câu đầu tiên, mình muốn reduce, học lớp rồi. Nguyên cụm reduce carbon footprint mới học bài trên xong. Giảm cái lượng khí carbon, đúng không, mà mình thải ra. Tôi muốn giảm lượng carbon mà tôi thải ra. Thì bạn này mới khuyên là bạn nên thay đổi cái habits, thói quen sống đi. Vậy thì người này phải nói làm sao mà người này mới kêu là bạn nên làm vậy? Đúng rồi. Hỏi ê giờ tao nên làm gì thì bạn này mới kêu là bạn nên làm vậy vậy kia kia, đúng không? Vậy đáp án của mình là câu ai? Được chưa? Hỏi what should I do, tôi nên làm gì, thì người kia sẽ trả lời là you should cái này, you should cái kia. Dịch không được câu chả thành vấn đề gì cả. Câu số 2. Can you give me, mình có cái cụm là give, trời ơi cái máy quay nữa, mình có cái cụm là give advice là đưa ra lời khuyên, bạn có thể cho tôi lời khuyên cái gì đó được không? Nó hỏi là bạn cho tôi lời khuyên được không, thì mình hãy nói nếu tao là mày thì tao sẽ làm nọ nọ nọ. Vậy nếu tôi là bạn thì đó chính là câu đúng rồi. Thì là phải là be mới dịch thì là, đúng không? Nè, be nè, quá khứ của be nè. If I were you. Very good. Câu số 3. Bạn give me some advice, bạn cho tôi lời khuyên, gặp lại cụm give advice sẽ cho lời khuyên đó ha. Bạn cho mình lời khuyên về việc living green, sống xanh đi. Người này mới trả lời sao? Đúng rồi, bạn cho mình lời khuyên đi, thì người này sẽ nói là mình khuyên rằng bạn nên làm này, mình khuyên bạn nên làm kia, vậy đáp án là câu này xong. Tiếp theo câu số 4. Mình đang look for, mình đang tìm kiếm một cái cuốn sách về animals, là động vật. Endangered thì không được, không sao cả. Endangered là sắp tuyệt chủng các bạn. Mình muốn tìm sách về động vật sắp tuyệt chủng, nhưng mình không tìm được cuốn nào tốt á. Khan à, không thể tìm được một cuốn nào tốt cả, một cuốn nào hay hết. Xong bạn này mới kêu là dạy, search là tìm, cụm từ dịch ngược, trang web, thư viện, trường. Vậy là chắc chắn mình phải hỏi gì, người ta mới kêu vậy thì lên trang web mà tìm. Đúng rồi, bạn có lời khuyên nào cho tôi không? Can you give me some advice? Đứa nào mà chọn câu A là bị gài nha. Can you show me the way to the library, là kêu chỉ đường đến thư viện nha, là vô duyên á. Mình không tìm được cuốn sách nào hay, cái kêu chỉ tao đường đến thư viện đi, nghe rất quớt nha. Còn would you like to go to the bookshop, là bạn có muốn đi đến nhà sách không? Tự nhiên nói không tìm được sách cái rủ người ta đi nhà nhà sách, trời ơi. Bạn có muốn thử nó không? Kỳ quá ha, không có câu nào đúng cả. Rồi. Giờ mình qua đến phần cuối cùng của bài, cũng là phần khó nhất, đó chính là phần writing. Đối với phần này thì người ta yêu cầu các bạn là viết lại câu, sử dụng từ cho sẵn và bắt buộc phải chia động từ. Được ha? Đối với cái dạng này ở thời điểm hiện tại thì các bạn nhớ giùm cô, nếu như động từ đứng đầu câu, mình sẽ luôn luôn thêm in. Mình có rất nhiều loại động từ đứng đầu câu, tuy nhiên cô sẽ dạy cho các bạn hai loại cơ bản trước. Và mình chỉ cần chú ý giùm cô động từ đầu câu ở dạng verb in là được rồi. Tại vì bài thi của mình sẽ đánh vào phần này. Động từ
đầu câu ha, thì các bạn sẽ có hai dạng, một là vập không, các bạn sẽ dịch là hãy, và vập in thì các bạn dịch bình thường. Dịch bình thường có nghĩa là cái từ đó mang nghĩa gì mình dịch như vậy, mình không thêm gì cả. Rồi, cô cho một câu ví dụ với vập không dịch là hãy nè. Ví dụ cô kêu shut the door. No, close the door, trở về. Close the door. Hãy đóng cửa đi. Đúng không? Yeah, đúng không? Hoặc cô kêu các bạn be quiet. Be là vập không đó, be quiet. Hãy im lặng đi nè. Ok chưa? Còn động từ đầu câu mà dùng vập in thì các bạn dịch bình thường. Ví dụ cô nói đi chơi thì vui. Đi chơi là từ gì? Going out, đi ra ngoài đó. Thì mình nè, thấy không? Go là đi nè, thì mình vô là động từ đứng đầu câu thì mình dịch bình thường. Đi ra ngoài, đi chơi thì là is, vui, fun. Nhớ là động từ đứng đầu câu dùng vập in thì nó luôn luôn được xem là số ít, nên chắc chắn phần này các bạn phải dùng chữ is nha, nó luôn luôn là số ít. Rồi, câu đầu tiên này cô sửa cho các bạn nha. Vậy thì câu này mình phải dịch sơ trước rồi mình mới bắt đầu làm. Giảm, amount là lượng. Air travel là đi lại bằng hàng không á, đi lại bằng máy bay á, là cách tốt để giảm được carbon footprint. Vậy thì cô sẽ ghi là reducing, động từ đầu câu thông minh giùm cô nha. Reducing the amount of, đây là cái cụm, the amount of là cụm học thuộc. Reducing the amount of đi lại bằng máy bay, air travel, là một cách tốt, là chứ gì? Is một good way, cách tốt để giảm, to reduce your carbon footprint. Rồi, câu số 2 là khuyên nè, bạn nên tắt thiết bị khi không, khi chúng thì không sử dụng để tiết kiệm năng lượng, đúng không? Vậy điền sao? Bạn là gì? Thiết tinh. Cô sẽ điền là you should, tắt là turn off, apply access khi chúng thì không được sử dụng, when they are not in, khi chúng thì không sử dụng. Để tiết kiệm, để là to, tiết kiệm, save năng lượng, energy. Rồi bây giờ mình qua câu số 3 nha mấy bạn. Nhiều quá. Câu này mình sẽ dịch là chúng ta nên sử dụng phương tiện công cộng, ví dụ như xe buýt hoặc xe lửa, thay vì sử dụng phương tiện cá nhân. Vậy thì mình nói làm sao? Chúng ta nên, we should use public transport. Ví dụ như là xe buýt, such as buses or trains, rather than using private vehicles. Câu tiếp theo dịch là cắt giảm những sản phẩm bằng nhựa có thể giảm được ô nhiễm môi trường. Đầu câu, động từ thêm in, cutting down on. Nhớ cụm này không, học rồi đó. Cut down on là cắt giảm. Cutting down on plastic
products can reduce plastic pollution. Xong. Câu số 5. Bạn nên mua sản phẩm, bạn nên mua thức ăn hữu cơ bởi vì nó không chứa hóa chất có hại á. You should mua là buy thức ăn hữu cơ, organic food, bởi vì because nó không chứa, doesn't contain, cô ghi nhầm, harmful chemicals. Câu tiếp theo mình dịch là trồng cây cung cấp xây là bóng mát và làm cho môi trường trở nên xinh đẹp, đúng không? Động từ đầu câu thêm in. Planting trees provides shade and makes the environment look beautiful. Câu tiếp theo. Sống xanh thì được áp dụng bởi nhiều người trên thế giới. Sống xanh là living. Đúng rồi, green living is adopted, bị động, by more and more people around the world. Phần này nó quá khó. Phần dưới, phần viết lại câu nó sẽ dễ hơn. Nên nếu như mà bạn nào mà thực sự giỏi thì vô thi không nên bỏ phần trên để lấy điểm 9-10. Còn bạn nào mà hơi yếu hơn thì có thể bỏ được phần này, mình làm phần dưới được. Phần viết lại câu bên dưới này dễ, cô hướng dẫn các bạn sẽ thấy nó siêu dễ luôn á. Viết từ chủ động qua bị động rất dễ, easy peasy luôn. Rồi câu tiếp theo. Nhận thức của gia đình tôi về việc bảo vệ môi trường đã tăng từ khi chúng tôi tham gia vào chiến dịch. Hiện tại hoàn thành nè. Là từ khi tham gia chiến dịch tới giờ là nó mới tăng á. My family awareness. Nhớ là awareness đi chung với of environmental protection has been raised since we took part in the campaign. Trời, nhà mình qua phần bị động. Người ta kêu viết lại câu, câu này đang chủ động nè các bạn thấy không? Ô nhiễm môi trường ảnh hưởng môi trường trong nhiều cách. Câu chủ động chuyển qua bị động thì trước tiên các bạn phải luôn luôn nhớ giùm cô công thức bị động, đó chính là be cộng và ta đi đi. Khi muốn chuyển bị động thì làm ơn cái điều đầu tiên của các bạn cần coi là các bạn coi thì giùm cô. Hãy nói dùng thì hiện tại thì be sẽ chuyển thành gì? Amisa. Am, is hoặc là are cộng với verb. Ba, đi đi. Nếu như là thì tương lai, thì tương lai là thì có chữ will á. Vậy thì bị động sẽ là will cộng be cộng verb ba, đi đi. Nhớ chưa? Còn am, is, are, going to. Còn cái công thức mà có be, going to, thì nó sẽ cộng be going to, nó cũng phải cộng với gì? Be. Rồi nó mới cộng với verb 3. Đi đi khi biến đổi. Rồi, vô trong câu, việc đầu tiên các bạn cần làm là các bạn phải xác định cái đối tượng là gì. Muốn biết cái đối tượng là gì thì kiếm cái chủ ngữ trước. Pollution. Động từ là từ effect, affect, ảnh hưởng đúng không? Ngay sau động từ, chữ the environment chính là cái chủ ngữ của câu sau của mình đó. Được chưa? Vậy thì câu này mình nói là ô nhiễm ảnh hưởng môi trường nhiều cách, trong nhiều cách. Vậy thì mình sẽ nói là môi trường
bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm trong nhiều cách, hoặc là môi trường bị ảnh hưởng trong nhiều cách bởi ô nhiễm. Nó có hai cách viết, tùy các bạn viết gì viết. Vậy thì mình sẽ ghi là the environment. Cô thì cô sẽ chuộng cách viết là đối tượng phía sau trước, thì bị ảnh hưởng. Nãy đang dùng thì hiện tại đơn, ai cho gì ít thì xì kìa. Nên mình dùng is affect, thêm đi vô is cộng vào 3, affected, rồi by luôn, by pollution, bởi ô nhiễm. Nguyên khúc phía sau còn lại đúng không, đem xuống in many ways, được hang. Rồi hoặc là câu số 2 ở đây, mình sẽ xác định động từ chính của câu này là will raise nè. Vậy là ngay phía sau động từ chính, nguyên cụm danh từ phía sau động từ chính chính là gì? Chủ ngữ của câu kia. Vậy thì nguyên cái thằng quỷ này mình sẽ làm sao? B xuống lại. Trời, cô làm biến viết quá. People's awareness of environment issues. Rồi, viết lại xong rồi đó. Giờ câu có will thì sẽ dùng thành gì? Bị động sẽ là will be. Và ba của chữ raise thì thêm đi thôi. Và ba đi, raise ed. Bởi by, rồi chép lại nguyên cụm còn lại. The clubs activities. Nên thật ra vô thi mà có lỡ câu mà không dịch được thì vẫn cứ mạnh dạn mà làm giùm cô. Không biết từ đó chia vào 3 như thế nào thì cứ mạnh dạn thêm ED vô cho cô. Rồi ha. Câu tiếp theo, các bạn xác định được cho cô động từ. Đây, plant, trồng. Many more trees là danh từ đúng không? Vậy thì câu này nó sẽ bắt đầu bằng many more trees. Rồi, quá khứ thì mình dùng were planted by the local people. Nói chung là cô viết by trước đó. Còn phần còn lại thì sao? Cô chép lại in the neighborhood last week. Rồi câu tiếp theo, học sinh đang lau chùi sân. Vậy thì động từ là are cleaning. À, nãy khó hơn chút nè. Cái sân, đây. The school. Yeah. I'm sorry, the school. Play. Ground. Thì hiện tại tiếp diễn thì phải lặp lại chữ O nha. Sau A là động từ thêm in, vậy thì be thêm in sẽ chuyển thành being. Cộng với verb 3 là cleaned ED. Playground. À quên, playground một cái dùng is. Mát thiệt chứ. By the students. Rồi chép lại phần còn lại. This morning. Xong. Câu số 5, động từ chính là chữ use. Danh từ đi ngay phía sau là khoảng 10 triệu bao ni lông, đúng không? Vậy là mình sẽ viết lại là around 100 chứ. Billion plastic bags are used by Americans each year. Rồi, này động từ chính là adopt. Danh từ phía sau là a green lifestyle, right? Vậy thì này mình sẽ viết lại là a green lifestyle is adopted by more and more people. Câu tiếp theo, chúng tôi sẽ pick up rubbish là gì?
lượm rác trong cái Central Park vào cuối tuần này. Danh từ chính chính là rubbish. In rác ở trong khu vực này luôn, là nguyên cụm của nó luôn á nha. Rubbish in the Central Park are going to be picked by us this weekend. Rồi câu tiếp theo. Campaign will be organized by the youth union to protect the environment. Rồi xong. Vậy là mình xong bài rồi đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới cuối bài. Và chúc mấy đứa học bài thi thật là tốt nha. Bye bye. See ya.